Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 1530 đến 1534. Bắt đầu tập 1530 nha. Nếu để cho Dư Thịnh nghe gặp kiếm này hồn mà nói, có thể cầm đều phải rơi trên mặt đất, diệp thần loại thiên phú này, còn để cho kiếm này hồn cảm thấy mất thể diện. Có thể tưởng tượng được, kiếm này hồn lai lịch có kinh khủng dường nào. Diệp thần mặt lộ vẻ cười khổ, nếu là thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn có thể cũng chỉ có rõ ràng thả kiếm hồn lực lượng đánh cuộc một keo. Bất quá, không phải hiện tại. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị ra lại thời điểm xuất thủ, kiếm hồn lại nói, thằng nhóc, tiếp theo ba kiếm, ngươi một kiếm, công hướng hắn tay trái, một kiếm, công hướng hắn mặt, một kiếm, công hướng hắn đùi phải. Mặc dù, Diệp Thần ngươi không dự định tháo ra nàng phong ấn, nhưng kiếm hồn tự nhiên cũng không khả năng thật để cho Diệp Thần chết ở dư thịnh trong tay chứ không nói ở nơi này, lại đến khi một cái lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo có thể phá giải hắn phong ấn võ giả. Cần phải bao lâu, chỉ là diệp thần tánh tình, làm người, cũng để cho kiếm này hồn có một loại vô hình cảm giác quen thuộc. Bằng vào một điểm này, nàng thì quyết không thể để cho diệp thần chết ở trước mặt mình. Ký túc ở sát kiếm bên trong kiếm hồn, mắt đẹp bên trong, mơ hồ hiện ra một món nhớ lại vẻ, dù gì nói, thằng nhóc này và năm đó người đàn ông kia càng ngày càng giống, không phải sao. Bất quá Diệp Thần tự nhiên không biết hết thảy các thứ này, nhưng nghe đến Kiếm Hồn nói, hắn ánh mắt nhưng là sáng lên. Hắn mặc dù không biết Kiếm Hồn có cái gì dự định, nhưng hắn biết, Kiếm Hồn nếu như thế nói, khẳng định không phải không bẩn thỉu. Một khắc sau, kiếm quang gào thét, cuốn sạch bát phương, một đạo hàn mang ở trong hư không chớp động, ngay chớp mắt liền hướng Dư Thịnh tay trái rơi xuống. Kiếm thứ nhất. Dư Thịnh con ngươi hơi co lại, Diệp Thần một kiếm này góc độ mơ hồ để cho hắn cảm thụ có chút không thoải mái bất quá hắn không có chút nào né tránh ý trong tay trường thương kim quang hào phóng long hồn chớp động dư thịnh chẳng ngờ thả qua bất kỳ một người nào đối với diệp thần tạo thành tổn thương cơ hội coi như diệp thần sinh mệnh lực mạnh mẽ đi nữa cũng không phải bất tử bất diệt chứ dư thịnh ánh mắt quả thật cay độc thường xuyên đối với diệp thần tạo thành tổn thương sẽ rút ngắn thiên yêu thân thể kéo dài thời gian nháy mắt tức thì Long ngâm hồi sinh, vậy Long hồn thương ý, lần nữa cùng Diệp Thần kiếm quang, dây dưa chung một chỗ, đem chung quanh hư không toàn bộ mất đi. Diệp Thần cắn răng một cái, cái này vô cùng bén thương ý, ngay tức thì xuyên thủng hắn đầu vai, cơ hồ phải đem Diệp Thần đúng cánh tay tháo xuống. Bất quá, lần này, Dư Thịnh cầm súng một cánh tay, giống vậy huyết quang chớp mắt, bị Diệp Thần chém ra một vết thương. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt đông lại một cái, đối với mình thương thế không có chút nào để ý, không chút do dự chém tới kiếm thứ hai. Kiếm thứ hai, phong tỏa dư thịnh mặt. Dư thịnh ánh mắt trầm xuống, tiểu tử này công kích, làm sao càng ngày càng để cho hắn không thoải mái. Hắn trường thương múa, mũi nhọn đằng chuyển, đỡ được diệp thần trong tay chuôi này lôi cuốn cự lực mà đến đe nhánh trường kiếm. Mặc dù dư thịnh chính là thiên thần cảnh cường giả, thượng giới và vực ngoại võ đạo càng không phải là linh võ đại lục có thể so với. Nói cách khác, dư thịnh thực lực, thậm chí vượt qua xa linh võ đại lục cùng cấp tồn tại thân thể không thể bảo là không mạnh mẽ nhưng hắn dù sao không phải là diệp thần không thể nào hoàn toàn không bị thương thế ảnh hưởng trên cánh tay kiếm tổn thương để cho dư thịnh động tác có một chút chậm chạp cái này chậm chạp có thể ước chừng có ngàn một phần vạn dây chứ nhưng chính là cái này ngàn một phần vạn dây đối với dư thịnh cùng diệp thần tầng thứ này võ đạo cường giả mà nói rất có thể liền sẽ tạo thành chí mạng ảnh hưởng kim thiết giao minh kiếm súng đánh nhau. Võ đạo quy luật đều phải làm tan vỡ, hai người đỉnh đầu bầu trời biến thành màu máu vẻ, cùng phong thổi loạn, vô tận nham thạch nóng chảy. Ngọn lửa từ lòng đất sông ra, đem từ vạn dặm hóa là đất khô cằn, không gian bể tan tành, sấm sét rơi xuống như mưa. Một đạo thân ảnh đổ lùi lại mấy bước, sắc mặt khẽ run. Người này, bất ngờ chính là Dư Thịnh. Hắn không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần, điều này sao có thể. Hắn rõ ràng có thể cảm giác đến diệp thần lực tàn phá, không có chút nào tăng lên, có thể một kiếm này lại là mơ hồ đem mình áp chế. Mặc dù, bởi vì cánh tay thương thế, tạo thành một chút ảnh hưởng, khá vậy chưa đến nỗi, để cho mình từ ưu thế ngay tức thì biến thành hoàn cảnh xấu chứ. Càng làm cho dư thịnh, trong lòng mơ hồ phát rét chính là, diệp thần công kích lại là để cho hắn cảm giác càng ngày càng không thoải mái. Liên liên diệp thần mình, đều có chút rung động làm sao hắn nhấn một cái chiếu kiếm hồn chỉ thị ra tay, mình là có thể áp chế dư thịnh. Ước chừng dựa vào vài ba lời là có thể nghịch chuyển cùng thiên thần cảnh võ giả chiến đấu thế cục, diệp thần trong lòng không khỏi được lột bộp một tí. Kiếm này hồn lai lịch, sợ rằng, so hắn tưởng tượng bên trong, còn kinh khủng hơn. Hắn ngưng mắt nhìn dư thịnh, trong mắt hàn mang bạo tránh, kiếm thứ ba, ngay tức thì chém ra. Lần này, nhắm ngay dư thịnh đùi phải. Dư thịnh, đối mặt diệp thần một kiếm này lại là không khỏi khẩn trương kiếm quang tung tóe long hồn gầm thét như lần này diệp thần như là khẽ cao mày hắn mặc dù không có bị thương nhưng giống vậy cũng không có chiếm được tiện nghi chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi trước mặt vậy hai kiếm hiệu quả chỉ là đúng dịp dư thịnh chính là thở phào nhẹ nhõm nếu như diệp thần lại tiếp tục như vậy áp chế hắn hắn cũng không có lòng tin có thể chiến thắng diệp thần hủy diệt mộ đạo tạo thành tổn thương xa so dư thịnh tưởng tượng bên trong khủng bố. Ngay tại lúc này, sát kiếm bên trên, lần nữa chuyển ra kiếm hồn thanh âm nói, thằng nhóc, ngươi còn không có phát hiện sao. Diệp thần sửng sốt nói, phát hiện cái gì? Kiếm hồn giọng bên trong, tựa hồ mang theo vẻ bất mãn nói, mới vừa rồi vậy ba kiếm, đối thủ võ bên trong sơ hở, ý cảnh lên chỗ sơ hở, đều đã hiện ra không bỏ sót chứ. Phòng thủ lên chưa đủ, công kích mất sức chỗ vân. Vân, hiện tại, ngươi còn không biết phải như thế nào đi chiến đấu sao diệp thần nghe vậy ngay tức thì tâm thần chấn động một cái cặp mắt bên trong sạch bóng bạo tránh có một loại thể hồ quán đính cảm giác tựa như đối với chiến đấu có toàn nhận thức mới kiếm hồn nhàn nhạt, nhạt nói chỉ cần khống chế xong tiết tấu của chiến đấu ngươi đủ để ung dung đem đối thủ nghiền ép hủy diệt mộ đạo lực lượng vượt quá ngươi tưởng tượng diệp thần gật đầu một cái đầy mặt vẻ hưng phấn đi qua kiếm hồn chỉ điểm trong đầu của hắn hiện ra vô số chiến đấu phương thức mạnh mẽ thần hồn điên cuồng vận chuyển thôi diễn chiến đấu có thể phát triển phương hướng trước kia diệp thần chiến đấu hoặc là chấm dứt cường lực tính chấn áp hoặc là bằng vào nghịch thiên sinh mệnh lực lấy liều mạng phương thức cưỡng ép đột phá cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chiến đấu lên tiết tấu cái vấn đề này diệp thần trong mắt thiêu đốt lên vô cùng chiến ý kiếm hồn nói không chế chiến đấu tiết tấu rất khó làm được nhưng như là một loại chiến đấu tới cảnh giới cao. Có thể nói, đây mới là chiến đấu nghệ thuật. Nếu như Diệp Thần có thể nắm giữ, thực lực không thể nghi ngờ sẽ lần nữa bạo tăng. Dĩ nhiên, bố trí cũng có cực hạn nếu như căn bản không cách nào đột phá đối phương phòng ngự, vậy hết thảy suy diễn cũng đều chỉ là trên giấy đảm binh thôi. Tại sao nói hủy diệt mộ đạo là vượt quá Diệp Thần tưởng tượng mạnh mẽ? Sở dĩ nói hủy diệt mộ đạo mạnh mẽ chính là bởi vì hủy diệt mộ đạo là một cửa đột phá. Cho dù thực lực xa cao hơn Diệp Thần võ giả, vậy rất khó hoàn toàn tránh hủy diệt mộ đạo, tạo thành tổn thương. Mà mỗi một lần công kích đều là vòng vòng tương khấu, giống như hiệu ứng bươm bướm vậy, một đạo tầm thường vết thương, cực kỳ bé nhỏ ảnh hưởng, ở Diệp Thần dưới sự khống chế, lại có thể tung lên hủy diệt gió bão. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình động một cái, xuất hiện ở dư thịnh trước người, sát kiếm bên trên, huyết quang chớp mắt, ngay đầu chém xuống, nhìn như lại là không có trương pháp gì, gần như điên cuồng vậy. Nguyên vốn còn có chút khẩn trương, phập phòng lo sợ dư thịnh, rốt cuộc hoàn toàn buông lỏng xuống, khóe miệng nụ cười, bộc phát châm chọc, lạnh như băng. Thằng nhóc này, rốt cuộc không chịu nổi áp lực nổi điên sao. Xem ra mới vừa rồi vậy hai kiếm, quả nhiên chỉ là trùng hợp mà thôi, ở hắn trong mắt, mất lý trí diệp thần, trừ chết, không có cái thứ hai khả năng. Một thương gia, giống như đem thời không cũng xuyên thủng một thương, ầm một tiếng vang thật lớn, thiên diêu địa động, cái này một thương, trực tiếp đem Diệp Thần bụng đánh xuyên. Nhưng, Diệp Thần, nhưng tựa như đối với mình thương thế, bất trí bất giác vậy, trường kiếm trong tay một khắc không ngừng quơ. Ngay chớp mắt, chính là chém ra trên trăm kiếm. Mỗi một kiếm, cũng chém về phía vị trí bất đồng. Hắn hiện tại phải làm, là thu thập tình báo, hắn ánh mắt, còn không có kiếm hồn cay độc như vậy. Chỉ dựa vào ba kiếm, là có thể biết rõ dư thịnh võ đạo, nhưng, ba kiếm không được, liền 30 kiếm, 300 kiếm. Chỉ là nháy mắt tức thì, hai người liền giao thủ mấy trăm lần, rốt cuộc, tia máu cùng kim quang chớp mắt, hai đạo thân ảnh, một phần mở ra. Lúc này Diệp Thần, cả người nhuốm máu, kịch liệt thở hào hển, cả người bên trên, trải rộng vô số vết thương. Lỗ máu cho dù là thi triển thiên yêu thân thể trạng thái, hắn sắc mặt vậy dần dần xu hướng tại trắng bệch, hơi thở hơi không yên. Đến từ vực ngoại và thượng giới thiên thần cảnh võ giả, quả nhiên mạnh mẽ. Nhận chịu đối phương hơn trăm lần công kích, cho dù là Diệp Thần, cũng có chút kinh không chịu nổi. Bất quá, Diệp Thần vậy gương mặt tái nhợt trên, lại là không sợ hãi chút nào, ý lùi bước, ngược lại chiến ý hừng hực. Tìm được. Lấy chịu đựng đối phương hơn trăm lần công kích làm giá, Diệp Thần đã đem dư thịnh võ đạo mọi phương diện, hoàn toàn nhìn thấu. Sát kiếm bên trong, kiếm hồn lạnh như băng trên gương mặt tươi cười, cũng không khỏi được hiện ra một nụ cười, sai mấy trăm lần công kích, cuối cùng thành công sao, thành tích này có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Mà Dư Thịnh, chính là khinh thường cười, trên mặt một bộ nắm chắc phần thắng diễn cảm, diễu cợt nói, không là thích liều mạng sao. Tiếp tục liều mạng à, lão tử cũng muốn xem ngươi, có thể chịu đựng bao nhiêu lần công kích, làm sao kinh sợ, đùi. Ở hắn xem ra, Diệp Thần sở dĩ lui, chính là sợ. Diệp Thần lúc này, ngược lại thì bình tĩnh lại, hắn mặt không thay đổi nhìn trước mặt Dư Thịnh, mở miệng nói, 726 chiêu. Ừ, Dư Thịnh khẽ cau mày nói, ngươi đang nói gì? Diệp Thần nhàn nhạt, nhạt nói, 726 chiêu sau đó, ngươi, Tất bại. Đúng phiến thiên địa nhiệt độ, tựa như trong nháy mắt, hạ xuống băng điểm trở xuống, lạnh được có thể đem máu người dịch động lại. Mà lúc này, Cửu Thiên Thần Long điện chỗ sâu, một tòa cung điện bên trong. Một đầu rồng thần, bị từng cái xiềng xích nhốt trước. Cả người cuồn cuộn uy nghiêm, toàn bộ gặp phải khóa chấn áp. Thậm chí, có chút xiềng xích như đao kiếm, thật sâu nguyên vẹn hắn trong da thịt, rất miễn cưỡng xiết ra máu tươi, để cho hắn khổ không thể tả, cơ hồ rơi vào hôn mê. Đầu này rồng thần, chính là tuyển cơ hạ xuống sau đó, mất tích viêm thiên long thần. Mà nhốt hắn, chính là Diệp Lạc Nhi và vậy oai rồng nam tử. Diệp Lạc Nhi và oai rồng nam tử, một mực ở cửu thiên thần long điện. Trước đây, Diệp Lạc Nhi biết Viêm Thiên Long Thần phải ra tay đối phó Diệp Thần, cho nên nàng thỉnh cầu Oai Rồng Nam Tử tù ở hắn, không để cho hắn trở về mật báo tin tức. Ai, là ai lại dám xúc phạm Thiên Đạo cung uy nghiêm, nhốt bổn tọa. Viêm Thiên Long Thần thanh âm khàn khàn, từ từ mở mắt. Hắn vừa mở mắt, liền thấy trước mắt đứng hai đạo thân ảnh. Một cái xinh đẹp tuyệt lệ, một cái oai rồng cuồn cuộn. Chính là Diệp Lạc Nhi và vậy Oai Rồng Nam Tử. Các ngươi là người phương nào, lại dám nhốt bổn tọa? Viêm Thiên Long Thần trong mắt tức giận, ánh mắt như điện, nhìn xem Diệp Lạc Nhi, lại nhìn xem Oai Rồng Nam Tử, nhất thời thân thể chấn động một cái. Ngươi, ngươi là? Viêm Thiên Long Thần trợn to mắt mâu, cái này Oai Rồng Nam Tử, trên người huyết mạch chập chờn, và hắn đặc biệt tương tự, lại là đồng tộc. Chí Tôn Long Hoàng, là ngươi? Viêm Thiên Long Thần trong lòng chấn động một cái, nhất thời nhận ra nam tử này lại là chấn động thượng cổ long hoàng thân phận tôn vinh vô cùng ở thời đại thượng cổ từng tham dự đại chiến chém chết qua vô số thiên ma viêm thiên thật lâu không gặp ngoài rồng nam tử giọng mang một chút tang thương ở thời đại thượng cổ hắn và viêm thiên long thần là cùng tộc từng cùng nhau sóng vai tác chiến nhưng lúc quá cảnh di chuyển hôm nay hai người ai vì chủ nấy nhưng là hoàn toàn mỗi người một ngã trí tôn long hoàng diệp lạc nhi thấp giọng lẩm bẩm không ngờ tới đi theo bên người nàng nam tử này, lại có như thế vang dội danh hiệu. Con bé này là ai? Ngươi vì sao phải thần phục nàng? Viêm thiên long thần rung động thật sâu, xem trí tôn long hoàng xuôi tay thấp mi hình dáng, hiển nhiên là phụng Diệp Lạc Nhi làm chủ. Cái này Diệp Lạc Nhi, thân phận tuyệt đối không đơn giản, nếu không, trí tôn long hoàng cũng sẽ không cúi đầu. Bất quá, viêm thiên long thần tự nhiên không nghĩ tới, Diệp Lạc Nhi là thánh long gia tộc long thành thiên nữ nhi, trên mình còn dính líu tới thượng cổ bí mật. Chí tôn Long Hoàng im lặng, cũng không có tiết lộ Diệp Lạc Nhi thân phận. Ta là ai? Không cần ngươi quản. Diệp Lạc Nhi tròng mắt lạnh như băng, quét nhìn viêm thiên long thần. Giao ra luân hồi huyền bi, nếu không đừng trách ta vô tình. Diệp Lạc Nhi giọng lạnh lẻo, con ngươi giống như đọng lại hàn băng ngàn năm. Nàng cảm nhận được, ở viêm thiên long thần trong cơ thể, mơ hồ tàn mát ra cổ xưa luân hồi hơi thở. Đó là luân hồi huyền bi hơi thở. Nàng nhốt Viêm Thiên Long Thần, thứ nhất là ngăn cản hắn mật báo tin tức, thứ hai là buộc hắn giao ra luân hồi huyền bi. Ha ha, muốn bổn tọa giao ra luân hồi huyền bi, nằm mơ. Viêm Thiên Long Thần cười lạnh một tiếng, cho dù bị nhốt, vậy không có chút nào khuất phục hình dáng. Hừ, Diệp Lạc Nhi hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay huy động từng luồng linh lực, hóa thành một cái thanh phi kiếm, hung hăng hướng Viêm Thiên Long Thần chém tới. Phúc xích phốc xích, phốc xích, kiếm khí chém xuống, nhất thời, viêm thiên long thần trên người, xuất hiện đạo đạo giữ tợn kiếm tổn thương. Nếu như ở ngày thường, lấy Diệp Lạc Nhi thực lực, chưa chắc có thể thương tổn tới hắn, nhưng hiện tại, hắn gặp phải nhốt, cả người hơi thở đều bị xiềng xích phong bế, căn bản không thể phản kháng. Chính là linh lực phi kiếm, liền chém được hắn máu tươi mơ hồ, khổ không thể tả. Có ngon ngươi giết bổn tọa. Viêm thiên long thần như là có khí phách, coi như bị phi kiếm cực hình hành hạ, cũng không có cúi đầu yếu thế. Viêm thiên, cần gì chứ? Chí tôn Long Hoàng đứng chắp tay, nhìn ngày xưa đồng tộc bị tra tấn, hắn ánh mắt hơi chập chờn nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Dẫu sao, hắn lúc này, và viêm thiên Long Thần, lại cũng không có cái gì đồng tộc tình, chỉ còn lại địch ý. Hồ đồ ngu xuẩn. Diệp Lạc Nhi mắt đẹp ác liệt, phi kiếm cuồng như vậy chém chết, không mang theo chút nào cảm tình. Xuy, xuy, xuy. Vô tận kiếm quang, mang theo một phiến phiến máu thịt. Viêm thiên long thần cắn chặt hàm răng, gắt gao chống đỡ, nội tâm đang gầm thét. Hiên viên mặc tà, ngươi lúc nào tới cứu ta. Tập 1531 Diệp Lạc Nhi mắt đẹp hiện lên từng cơn sát ý, nhàn nhạt nói, nơi đây bị cửu thiên thần long điện hơi thở che đậy. Đừng nói là hiên viên mặc tà, coi như là vực ngoại người vậy không phát hiện được. Ngươi trông cậy vào hiên viên mặc tà tới cứu ngươi còn không bằng giao ra luân hồi huyền bi. Luân hồi huyền bi ở viêm thiên long thần trong cơ thể, Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng cũng nghĩ tới dùng thủ đoạn đặc biệt lấy ra. Nhưng lại toàn bộ thất bại. Viêm thiên long thần trong cơ thể, phủ đầy thiên đạo cung đặc thủ cấm chế. Thế gian trừ hiên viên mặc tà, không người có thể tháo ra. Dĩ nhiên còn có một cái phương pháp liền để cho viêm thiên long thần chủ động giao ra. Mà giờ khác này viêm thiên long thần trong mắt nhưng là vô cùng dữ tợn, hai người các ngươi không nên cùng thiên đạo cung là địch. Nếu như hiên viên mặc tà phá vỡ vậy phong ấn, không chỉ các người phải chết, liền vậy diệp thần cũng phải chết. Từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều xem thường hiên viên mặc tà. Nhưng có một ngày các ngươi sẽ rõ ràng, hiên viên mặc tà là thần quốc vô số cường giả ác mộng. Giờ khác này, viêm thiên long thần lại cười vô cùng dữ tợn. Diệp lạc nhi thần sắc ngương trọng, trong tay sử dụng một cây roi màu đỏ thấm một roi rơi xuống. Song khí dạo rực. Thậm chí ở viêm thiên long thần trên mình hội tụ ra một dấu máu. Viêm thiên long thần, ta bỏ mặc hiên viên mặc tà có lợi hại dường nào, nếu như hắn dám động ta diệp đại ca, ta diệp lạc nhi coi như cháy huyết mạch, vậy sẽ cùng hiên viên mặc tà lấy mạng đổi mạng. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm lộ ra một cái cô bé kiên quyết. Diệp Lạc Nhi rất rõ ràng, nếu là không có Diệp Thần, nàng có thể vẫn còn ở côn lôn hư. Nếu là không có Diệp Thần, Nàng có thể không thấy được mình phụ thân. Nếu là không có Diệp thần, nàng càng không biết thân thể mình ở giữa bí mật. Ở nơi này thế gian, Diệp thần đã là nàng Diệp Lạc Nhi người thân nhất. Nàng không cho phép thế gian có bất kỳ người tổn thương Diệp thần. Mà lúc này, Thiên đạo cùng chỗ sâu. Trong đại điện, hiên viên Mặc Tà đi qua đi lại, thần sắc bất an. Viêm Thiên Long thần mất tích, hắn đã phái rất nhiều cường giả đi ra ngoài điều tra, đáng tiếc từ đầu đến cuối bật không tin tức gì. Mấu chốt khối kia luân hồi huyền bi ở viêm thiên long thần trên mình à. Nếu như huyền bia và viêm thiên long thần cũng xảy ra chuyện, đối với hắn tới nói thật là một cái tin dữ. Mấu chốt, hắn vận dụng thiên đạo cung phần lớn lực lượng, lại lâu như vậy, vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Một đám phế vật, báo, một cái trưởng lão bước vào đại điện, thần sắc vội vàng. Làm sao, cha được chưa? Hiên viên mặc tà liền vội vàng hỏi hồi bẩm cung chủ còn không có cha được long thần đại nhân tung tích nhưng có thể khẳng định người khác ngay tại cửu thiên thần long điện bên trong chỉ là không biết ở nơi nào trưởng lão cúi đầu nói phế vật một đám phế vật cha xét lâu như vậy cũng không tra được ta muốn các ngươi có ích lợi gì hiên viên mặc tà nhất thời tức giận thuộc hạ bất lực mời cung chủ bớt giận trưởng lão cả người run rẩy nơm nớp lo sợ cửu thiên thần long điện khắp nơi hung hiểm nếu như không có xác thực vị trí bọn họ vậy rất khó tra được viêm thiên long thần chỗ cút cho ta cút hiên viên mặc tà nghiêm nghị gầm lên ừ trưởng lão kia mặt tràn đầy sợ hãi cúi đầu thối lui ra đại điện hiên viên mặc tà rất ít phát lớn như vậy nóng này có thể gặp viêm thiên long thần đối với hắn trọng yếu bực nào thiên lang hiên viên mặc tà thanh âm trầm tĩnh lại hướng hư không phát ra kêu gọi công chủ đại nhân thiên lang ở cả người phi giáp đen giữa eo bái phục đao ấn đường dài một viên thụ nhãn nam tử biến dạng hư không ra nam tử này trên mình hiện đầy yêu khí cái này yêu khí và một sừng hạn bạt hắc sát ma hạt giống nhau như đúc hắn lại có thể cũng là thượng cổ đại hung một trong thập đại hung thú ba mắt thiên lang lại có thể tu luyện thành hình người đi theo ở hiên viên mặc tà bên người sống phải thấy người chết phải thấy thi thể ngươi đi tra rõ Viêm Thiên Long thần tung tích." Hiên viên Mặc Tà hơi có điểm mệt mỏi, nói: "Ừ, cung chủ đại nhân." Thiên Lang thân thể chớp mắt, hóa thành bóng đen, tiêu trừ ở trong hư không. Hắn thân phận đặc biệt bí mật, ở Thiên Đạo cung bên trong, cơ hồ không người nào biết hắn tồn tại. Hắn một mực bảo vệ ở Hiên viên Mặc Tà quanh thân hắc ám trong hư không, nhưng bây giờ vì điều tra rõ Viêm Thiên Long thần tung tích, Hiên viên Mặc Tà lại có thể cầm hắn phái đi ra ngoài hình ảnh quay về. Linh võ đại lục, huyền nguyệt tông. Làm dư thịnh nghe được diệp thần câu nói kia, 726 chiêu sau đó, ngươi, tất bại. Hắn chán gân xanh cuồng loạn, cặp mắt bên trong, tia máu phân bố. Hắn giận tới cực điểm. Phế vật này đang nói gì? Rõ ràng nhận chịu hơn trăm lần công kích, đều phải đến cực hạn, còn dám tiếp tục gắn. Ở hắn xem ra, Diệp Thần hiện tại hẳn muốn khuất phục, cầu xin tha thứ à nhưng mà đâu diệp thần lại vẫn muốn thắng thậm chí liên dùng nhiều ít chiêu đánh bại mình cũng nói chính xác đi ra làm thật tốt xem thật có thể làm được như nhau diệp thần loại thái độ này dư thịnh như thế nào có thể chịu được một khắc sau dư thịnh quát lên một tiếng lớn nói đừng nói hơn 700 chiêu bổn tôn cũng muốn xem xem ngài có thể hay không ở trên tay ta chống đỡ trên 30 chiêu chết một tiếng long ngâm vang khắp cửu tiêu kim quang bạo tránh một thương đánh ra diệp thần khóe miệng nâng lên một nụ cười châm biếm cái này một thương cùng hắn dự liệu bên trong hoàn toàn giống nhau sát kiếm trên tia máu bỗng nhiên bùng nổ chân võ ý gào thét ra một đạo kinh thiên kiếm quang giống như ma tay thần vậy hướng vậy kèm theo thương ý mà đến long hồn chấn áp đi kiếm súng đánh nhau ngay tức thì dư thịnh gương mặt bên trên chờ thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc Chuyện gì xảy ra? Như vậy để cho hắn cảm giác không thoải mái, lại trở về. Nhưng mà, cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ ba. Vậy nặng nề, hàm chứa hủy diệt mộ đạo kiếm quang, như vũ vậy hướng dư thịnh, chiếu nghiêng xuống. Giờ khắc này, dư thịnh sắc mặt, hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản, vậy loáng thoáng không thoải mái, đã biến thành thực chất. Diệp thân mỗi ra một đạo, dư thịnh đang trong chiến đấu liền bị động một phần dần dần dư thịnh đã hoàn toàn lâm vào diệp thần công kích tiết tấu bên trong thứ hai trăm kiếm thời điểm dư thịnh đã hoàn toàn bị diệp thần nơi áp chế chỉ có thể không ngừng chống đỡ thứ bốn trăm kiếm thời điểm dư thịnh thương thế trên người càng ngày càng nặng những cái kia ban đầu nhìn như không đáng nhắc tới thương nhẹ dần dần nhưng trở thành chiến đấu bên trong vô cùng gánh nặng nặng nề dư thịnh diễn cảm vậy từ lúc mới bắt đầu ung dung cho tới bây giờ ngưng trọng cùng Khẩn Trương. Hắn lại là theo bản năng, âm thầm tính toán Diệp Thần ra chiêu số lần. 701 kiếm, 710 kiếm, 720 kiếm. Theo Diệp Thần xuất thủ số lần, hướng 736 chiêu đến gần, Dư Thịnh Thần sắc càng ngày càng sợ hãi, cả người máu cũng băng lạnh xuống, thần kinh căng thẳng bên trên, thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Rốt cuộc, thứ 736 kiếm ngay tại trong một cái chớp mắt này, một đạo băng hàn cực kỳ, có lũ lũ hắc khí, lượn lờ trên đó kiếm phong, hung hãn đụng vỡ dư thịnh trong tay hoàng kim trường thương, hướng ngực chém xuống. Dư thịnh trên gương mặt, vậy sợ hãi, căng thẳng, hoàn toàn biến thành sợ hãi. Một quả ngọc bội từ nơi ngực bay ra, bộc phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt, hóa là một đạo màn sáng, đem dư thịnh bảo vệ ở hắn hạ, ngọc bội này, bất ngờ cũng là một kiện cường đại phòng ngự pháp khí. Một khắc sau, âm một tiếng vang thật lớn cường đại lực lượng cùng khí tức hủy diệt điên cuồng ăn mòn màu trắng kia màn sáng vậy nhìn như vô cùng ngưng thực ánh sáng màu trắng mạc bên trên ngay tức thì xuất hiện đạo đạo liệt ngân rắc rắc cho dù là đạo khí này cũng không cách nào hoàn toàn đem diệp thần công kích phòng ngự ở một tiếng hét thảm vang vọng dư thịnh ngực máu tươi giàn rụa diệp thần kinh khủng kia một kiếm ngay tức thì đem hắn toàn bộ ngực biến dạng liền ngay cả tim đều bị chém vì hai nửa nếu không phải là có vậy đạo khí bảo vệ, lúc này dư thịnh, đã sớm chết được không thể chết lại à. Hắn cả thân hơi thở, nhanh chóng suy bại xuống, cả người thực lực, mười chưa đủ một. Lấy hắn trạng thái bây giờ, căn bản, không thể nào là diệp thần đối thủ. Nói cách khác, dư thịnh, đánh bại. Hơn nữa, để cho người sống lưng lạnh cả người phải, hắn, tránh tránh thật tốt bị diệp thần lấy 736 kiếm nơi đánh bại. Một kiếm không nhiều, một kiếm không thiếu. Cái này, làm sao có thể? Dư Thịnh rung động đến óc đều phải bốc hơi. Cho dù lấy xuất thân vực ngoại và thượng giới Dư Thịnh, đối với võ đạo hiểu mà nói, đều là không thể tưởng tượng nổi. Loại chuyện này, ở vực ngoại và thượng giới, hắn cũng chưa bao giờ nghe à. Lúc này, Diệp Thần thiên yêu thân thể, vậy tới cực hạn, không cách nào duy trì, cái này cũng ở Diệp Thần tính toán bên trong. Hắn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía Dư Thịnh nói: ta nói qua, 736 chiêu, ngươi, tất bại. Dư thịnh ánh mắt run rẩy nhìn Diệp Thần, đột nhiên cắn răng một cái, trên mặt thoáng qua lau một cái đau lòng vẻ, vung tay lên, một đạo màu máu xiềng xích, vô căn cứ bay ra, hướng Diệp Thần bắn nhanh đi. Mà Dư thịnh mình, chính là ngay tức thì xé không gian, trốn nhập không gian lối đi bên trong. Huyết sắc kia xiềng xích là vô cùng là hiếm thấy trói buộc loại pháp khí, cho dù ở vực ngoại và thượng giới, cũng là giá trị không rẻ vật, nhưng hiện tại dư thịnh vì bảo vệ tánh mạng chỉ có thể dùng món đồ này tạm thời kéo diệp thần bước chân Màu mau ánh sáng rực rỡ kích động vậy xiềng xích đón gió mà dài lại là lại là biến thành một đạo ùn ùn kéo đến màu máu cạ bẫy diệp thần ngương mắt nhìn huyết sắc kia cạ bẫy trên mặt hiện lên một chút cười nhạt tiện tay một kiếm hướng huyết sắc kia cạ bẫy chém tới hủy diệt mộ đạo hơi thở ngay tức thì tràn ngập vậy nhìn như tựa như có thể đem thiên địa cũng phong ấn trong đó to lớn cạ bẫy lại là ở đó khí tức hủy diệt bên trong, liền một cái hô hấp cũng không có kiên trì đến, liền phá vỡ một cái chỗ rách. Diệp thần thân hình động một cái, ngay tức thì từ trong đó xuyên qua. Món đồ này, có lẽ thực lực so diệp thần cao hơn một chút võ giả cũng không cách nào thoát khỏi dễ dàng hắn trói buộc, nhưng, đáng tiếc là, dư thịnh gặp phải là diệp thần. Hủy diệt mộ đạo, có thể nói là hết thảy phong ấn, trói buộc lực lượng khắc tinh. Một khắc sau, Diệp Thần liền ở vết nứt không gian biến mất trước một giây, tiến vào trong đó. Không gian đường hầm bên trong, nguyên bản sắc mặt hơi thanh tĩnh lại dư thịnh, chợt cảm giác được sau lưng xuất hiện một đạo tuyệt cường khí tức. Hắn khó có thể tin quay đầu lại, con ngươi ngay tức thì co rút lại, Diệp Thần lại là nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Vốn là, chỉ cần một nén nhang công phu, dư thịnh thì có lòng tin thoát đi linh võ đại lục, trở lại vực ngoại và thượng giới. Mặc dù linh võ đại lục và thần quốc đã bị vị diện lực nơi phong ấn, nhưng hắn có thủ đoạn đặc biệt để cho những thứ này phong ấn, giống như không có tác dụng. Mà Diệp Thần, cho dù có thể tìm được cụ thể phương vị, vậy bởi vì hắn cũng không phải là xuất thân thượng giới và vực ngoại, bị vị diện lực bài xích, không cách nào cưỡng ép xông vào. Có thể, để cho Dư Thịnh không cách nào tiếp nhận phải, hắn vậy kiện vô cùng vật chân quý, lại là liền trong khắc thời gian này, cũng tranh không lấy được à. Dư Thịnh gương mặt bên trên, ngay tức thì không có chút huyết sắc nào, mồ hôi lạnh cuồng mạo, đem áo khoác cũng hoàn toàn làm ướt hắn hiện tại đã bị thương thực lực đại giảm phương diện tốc độ căn bản không cách nào cùng diệp thần như nhau ngay chớp mắt diệp thần liền muốn đến gần sau lưng diệp thần trong mắt sát ý sôi trào trường kiếm trong tay chậm rãi dơ lên giống như thu hoạch sinh mạng u minh khí cảm nhận được chết bóng mờ dần dần ép tới gần dư thịnh tâm thần xu hướng tại tan vỡ hắn bỗng nhiên cuồng loạn gào thét nói ngươi ngươi không thể giết ta ngươi giết ta Lãnh gia sẽ không bỏ qua người. Lãnh gia, Diệp Thần động tác trong tay vừa chậm, trường kiếm không có rơi xuống, mà là hơi híp cặp mắt, đưa mắt nhìn Dư Thịnh. Cái này Lãnh gia, chẳng lẽ chính là vực ngoại thiên ma xâm lấn bàn tay đen sau màn. Diệp Thần muốn từ Dư Thịnh trong miệng hơn đạt được một ít tình báo hữu dụng. Dư Thịnh thấy vậy, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng rỡ như điên nói, không tệ, chính là Lãnh gia. Tiểu tử, ta nói thật nói cho ngươi. Lãnh ra nhưng có một vị đế uyên điện trưởng lão. Diệp thần con ngươi đột nhiên co rúc một cái, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đế uyên điện lại lại xuất hiện. Lâm tuyệt long nhắc qua đế uyên điện. Bây giờ lại lại xuất hiện đế uyên điện. Đế uyên điện rốt cuộc là cái gì tổ chức? Lại cùng thần quốc có cái gì bất hòa? Thượng giới nữ hoàng huyền cơ nguyệt. Hơn nữa cái này đế uyên điện rốt cuộc ở bàn cờ này bên trong đóng vai dạng gì nhân vật? Dư thịnh gặp diệp thần do dự hắn mặt mũi dần dần càn rỡ châm chọc đứng lên ánh mắt vậy bộc phát oán độc nói thằng nhóc từ ngươi đạt được tử tiêu thạch một khác kia liền tương đương với tuyên cáo cái chết của mình hình có ít thứ không phải ngươi có tư cách có lãnh gia khủng bố ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng coi như giết ta ngươi cho là có dùng vẫn hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá mà dư thịnh đột nhiên có chút làm bộ cười một tiếng nói ngươi thực lực ngược lại là rất tốt cho dù đến vực ngoại và thượng giới tu luyện đầy đủ thời gian, vẫn đủ tươi đẹp, ngược lại là một cái có tư cách gia nhập người lãnh gia mới, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể nghĩ biện pháp, cầm ngươi mang tới vực ngoại đi, không chỉ có có thể tránh thoát diệt thế tai ương, đồng thời, còn có thể trực tiếp gia nhập lãnh gia, đối với ngươi mà nói, nhưng mà một cái ngàn năm một thở tốt cơ hội à. Diệp thần nghe vậy, nhàn nhạt nói, có phải hay không tốt cơ hội, ta không biết, nhưng, ngươi không có cơ hội mang ta tiến vào lãnh gia. Bởi vì, ngươi biết chết ở chỗ này một khắc sau diệp thần trường kiếm trong tay động một cái liền đối với dư thịnh hung hăng chém xuống có thể đối mặt một kiếm này dư thịnh mặt mũi như là hiện đầy rừng dưng ý hoàn toàn không có mới vừa rồi sợ hãi cũng chỉ ở trường kiếm sắp đánh trúng dư thịnh ngay tức thì trước người của hắn bóng người chớp mắt một đạo phỉ thúy vậy bích quang lưỡng lờ gian đem diệp thần một kiếm này hoàn toàn chặn dư thịnh uy nghiêm cười một tiếng nói thằng nhóc ngươi không phải nói bổn công tử phải chết ở chỗ này sao ừ Ngươi lấy là từ bổn công tử trên mình lấy được rất nhiều tình báo. Ha ha. Diệp Thần lúc này, như là đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở đột nhiên này xuất hiện người đàn ông trung niên trên mình. Cái này người trung niên, nhìn qua tựa hồ khá là nho nhã, mặt mũi phổ thông, màu da hơi đen, chỉ là trong mắt hắn, nhưng cho một loại vô cùng vô cùng cổ xưa, cảm giác tang thương. Có thể Diệp Thần lại biết, cái này người trung niên tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cảm thụ người trung niên trên người tán phát ra uy áp kinh khủng, Diệp Thần trực giác đang đang điên cuồng gầm thét. Để cho hắn cách xa trước mắt tên này người trung niên. Cái này người trung niên lại là một người chân chân chính chính thiên thần cảnh 6 tầng thiên cường giả. Tập 1532, hơn nữa, hắn quanh thân cũng dính linh võ đại lục hơi thở, hiển nhiên không phải cái gì thượng giới và vực ngoại người. Hắn là một người đến từ linh võ đại lục bản thổ thiên thần cảnh tầng 6 thiên võ người Hà. Điều này sao có thể linh võ đại lục làm sao có thể có thứ nhân vật như vậy ẩn núp không khoa học à nhưng diệp thần như là không có chút nào cao hứng ngược lại vô cùng là tức giận một người linh võ đại lục thiên thần cảnh sáu tầng thiên cường giả nếu như hắn muốn hoàn toàn có thể ngăn cản dư thịnh hạ xuống thậm chí liền vậy đến nay còn núp ở nơi nào đó ma hồn cũng có thể tiện tay chu diệt chứ có thể trước mắt nam tử nhưng là cũng không có làm gì không chỉ có như vậy hiện tại hắn lại vẫn nhảy ra ngăn cản mình chém chết Dư Thịnh. Như vậy, giải thích cũng chỉ có một. Người này, hiển nhiên đã phản bội gia viên mình, phản bội linh võ đại lục và thần quốc vô số đồng bào, cùng cái gì đó lãnh ra người đồng lưu hợp ô, làm lãnh ra một con chó. Dư Thịnh cười lạnh nói, thằng nhóc, hắn tên là Triệu Thiêm, là các người linh võ đại lục duy nhất từ thời kỳ thượng cổ sống sót người bảo vệ. Cơ hồ cùng linh võ đại lục căn nguyên lực đồng hóa tồn tại, ngươi cảm thấy, mình hiện tại còn giết được chết ta sao? hắn không chỉ ở linh võ đại lục có thân phận, ở thần quốc cũng có thân phận đặc thù nha. Hắn tự nhiên sẽ không thật muốn mang Diệp Thần đi vực ngoại, xem Diệp Thần như vậy xuất thân người, tại sao có thể và hắn dư thịnh ngồi ngang hàng. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, hắn quả thật từ trên người đối phương cảm nhận được cùng đồ lan tâm tương tự hơi thở, lửa giận trong lòng, cháy được hơn nữa kịch liệt. Thân là người bảo vệ, triệu thiêm nghĩa vụ là bảo vệ thần quốc và linh võ đại lục. Nhưng mà đâu? Hiện tại, nhưng ngược lại thành gian tế, thành đem linh võ đại lục đẩy vào hủy diệt vực sâu đồng lõa. Một mực yên lặng không nói triệu thiêm, đột nhiên đối với Dư Thịnh nói, Dư công tử, để cho ta xuất thủ giá phải trả, ngươi hẳn rõ ràng đi. Dư Thịnh nghe vậy, hư lạnh một tiếng, vung tay lên, một cái túi đựng đồ bay hướng triệu thiêm, trên mặt là vô cùng đau lòng thần sắc. Cái này triệu thiêm chỉ tính cái lợi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không muốn để cho hắn ra tay triệu thiêm nhận lấy túi đựng đồ sau đó mở miệng nói dư công tử ngươi rời đi đi rời đi dư thịnh cười lạnh nói triệu thiêm đem thằng nhóc này giết bổn công tử sẽ rời đi triệu thiêm nhưng lắc lắc đầu nói dư công tử ta ra tay chỉ là vì bảo đảm ngươi an toàn mà thôi cũng không phải là muốn thay ngươi giết người dư thịnh sững sốt một chút ngay sau đó phẫn nộ quát triệu thiêm ngươi có ý gì cầm tiền không làm việc triệu thiêm thờ ơ nói dư công tử nếu không phải ta mới vừa ra tay, ngươi đã chết, ta là linh võ đại lục và thần quốc người bảo vệ, không phải sát thủ. Dư thịnh hung hãn trợn mắt nhìn triệu thiêm một mắt, không nói thêm gì nữa, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, một đạo lạnh như băng thanh âm nam tử, nhưng ở hai người trong tay vang vọng. Ta, để cho ngươi đi rồi chưa? Một đạo tuyệt mạnh sát ý, từ diệp thần trong cơ thể, gào thét ra, hắn giống như một đầu thượng cổ ma thú vậy, ánh mắt rét lạnh ngương mắt nhìn hai người, như vậy tồn tại thì như thế nào? Ngày hôm nay, chỉ muốn ngăn cản hắn chém chết dư thịnh người, đều phải chết. Triệu thiêm nhìn một cái, mặt không thay đổi nói, diệp thần, ngươi rất ưu tú, tiềm lực vô hạn, nhưng làm người nên biết tiến thối. Biết tiến thối. Diệp thần cười, ngươi cái không biết xấu hổ phản đồ, ở chỗ này gắn cái gì. Còn muốn bắt chước cao nhân tiền bối hình dáng, đối với ta giảng đạo. Ha ha, ngươi xứng sao, ngươi thân là thần quốc và linh võ đại lục người bảo vệ vực ngoại người tùy ý xâm lược linh võ ngươi nhưng coi mà không gặp thiên ma ở thần quốc tỉnh lại nếu không phải quản toàn bộ thần quốc và linh võ đại lục đều đưa sinh linh đồ thán ngươi vẫn coi mà không gặp đây chính là ngươi cái gọi là biết tiến thối ngày hôm nay ngăn ở ta người trước mắt đều phải chết cái này triệu thiêm thật là để cho diệp thần muốn ói rõ ràng là vì lợi ích làm phản đồ còn muốn giả vờ ra một bộ đường đường chính chính hình dáng, ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ha ha, làm hắn Diệp Thần là trẻ con 3 tuổi đâu. Triệu Thiêm nhìn như đang ngăn trở hắn cùng Dư Thịnh chiến đấu, đang khuyên chiếc tựa như được, có thể trước, Diệp Thần bị Dư Thịnh nhiều lần trọng thương thời điểm, cái này Triệu Thiêm lại ở nơi nào. Hiện tại, Dư Thịnh không địch lại mình, muốn chạy trốn, Triệu Thiêm liền chạy ra ngoài khuyên can. Thật đúng là biết tiến thối hả. Dư Thịnh nghe vậy, Ngược lại cười, mừng rỡ cười, hắn biết Diệp Thần không biết sống chết, nhưng mà, không nghĩ tới Diệp Thần không biết sống chết đến loại này. Dư Thịnh Cố làm vô tội nhìn về phía Triệu Thiêm nói, "Triệu Thiêm, ngươi nói làm sao bây giờ?" Triệu Thiêm nhìn về phía Diệp Thần, thần sắc vẫn không có biến hóa chút nào, mở miệng nói, "Diệp Thần, ngươi tu võ Thiên Phú, rất rung động, ta sống mấy chục ngàn năm, ngươi là ta gặp qua nghịch thiên nhất yêu nghiệt, đáng tiếc, ngươi tầm mắt quá hẹp hòi, xem ngươi người như vậy, cho dù thực lực mạnh hơn nữa, tư chất khá hơn nữa, vậy định trước sống không lâu dài. Ngươi hỏi ta tại sao không ngăn cản Dư Thịnh hạ xuống, tại sao không đem Thiên Ma tiêu diệt. Ta nói cho ngươi, coi như ta ngăn cản, Linh Võ Đại Lục và thần quốc vẫn muốn hủy diệt, có một số việc cũng không phải là ngươi cố gắng là có thể thay đổi, lãnh ra lực lượng không có người có thể chống lại, hiểu không? Ngăn cản một cái Dư Thịnh, con sẽ có hàng triệu vạn Dư Thịnh, chén giết một đầu Thiên Ma, con sẽ có hàng triệu vạn con Thiên Ma dễ dụa vô nghĩa, bất quá là không thấy rõ thực tế ngu xuẩn thôi. Diệp thần cặp mắt, hoàn toàn đỏ, dường như muốn nhỏ máu vậy. Cái này triệu thiêm quá không biết xấu hổ. Mình làm phản đồ, buông xuống tự ái cùng nguyên tắc, ngược lại, còn xem thường những cái kia vì thần quốc và linh võ đại lục mà chiến, vì chống cự diệt thế tai ương mà liều mạng võ giả. Hắn hết thảy, đều là mảnh đất này cấp cho, triệu thiêm không hiểu được cảm ơn, cũng được đi, còn mẹ hắn cầm phản bội nói được chuyện đương nhiên. Đây chính là cái gọi là vô ơn chứ. Diệp thần lửa giận, cơ hồ đều muốn biến thành thực chất. Triệu thiêm, dư thịnh, còn có vậy lãnh ra, toàn bộ đều đáng chết. Âm một tiếng, một đạo tuyệt mạnh yêu khí và luân hồi hơi thở, lần nữa dâng lên, diệp thần lại là không để ý cắn trả, cưỡng ép phát động thiên yêu thân thể và luân hồi huyết mạch. Hắn cả người da thịt đều hóa thành đỏ tươi vẻ, bề mặt bên trên, thậm chí bốc hơi lên dậy cuồn cuộn hơi nóng, tựa như máu đều phải sôi trào vậy. Cưỡng ép duy trì loại trạng thái này, đối với Diệp Thần thân thể, tác dụng phụ cực lớn. Có thể, bây giờ Diệp Thần không để ý hết thảy. Úm, bỗng, Diệp Thần đột nhiên mở miệng. Một cái cổ xưa âm tiết, từ cổ họng hắn bên trong phát ra ngoài. Cái này âm tiết, tràn đầy thiên địa sơ khai hồng hoang hơi thở. Cổ xưa, thần bí, huyền ảo, không thể ngửa mặt trông lên, Diệp Thần cả người mỗi một khối xương cốt, mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây chấn động. Cái này âm tiết không phải đơn thuần dùng cổ họng phát ra, mà là điều động toàn thân lực lượng. Thậm chí mang một chút luân hồi lực và thiên yêu lực. Rào, trong hư không, nổi lên tầng tầng rung động. Âm tiết phá đánh ra, lại có thể dung chuyển hư không. Úm, á, đâu, á, be be, be be, ỏ họ cuồng cuộn không dứt âm tiết, điên cuồng chấn động ra. Cuồng bạo âm sát hơi thở, hóa thành phi đao, lợi kiếm, tên, tu la, gai xương vân. Vân khí tượng, ùn ùn kéo đến chảo đánh ra. Dư thịnh và triệu thiêm thần sắc đột nhiên biến đổi, lại là đồng loạt kinh hô, hồng mông cổ pháp. Làm sao có thể? Bọn họ đối với hồng mông cổ pháp quen thuộc, cái này căn bản không có thể xuất hiện ở linh võ đại lục à. Triệu thiêm con người đông lại một cái, ngón tay bắt pháp quyết, một giọt máu tươi bước ra, sắc mặt lại là trắng bệch liền mấy phần. Hắn lại dùng người bảo vệ huyết mạch cháy tới ngăn cản Diệp Thần. Đây đối với hắn căn cơ cũng có ảnh hưởng à. Một khắc sau, một đạo đồ sộ thuẫn hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Chặn lại âm sát hơi thở. ầm, đồ sộ thuẫn vỡ vụn, đợt khí chấn động. Diệp Thần và Triệu Thiêm lại đồng loạt lui về phía sau. Mà Diệp Thần lui càng nhiều. Hơn nữa khóe miệng xuất hiện một chút máu lại bị thương. Giờ phút này, Diệp Thần vô cùng ngương trọng. Quá nguy hiểm. Dù là hắn kêu gọi bất diệt Long Đế, vậy không nhất định là người trước mắt đối thủ. Kiếm hồn tiền bối, nếu như ta tháo ra ngươi phong ấn, có thể chém chết cái này triệu thiêm sao. Cùng Dư Thịnh đánh một trận lúc đó, kiếm hồn đã căn bản lấy được Diệp Thần tín nhiệm. Kiếm hồn trầm mặc chốc lát nói, thằng nhóc, lấy ngươi bây giờ hủy diệt mộ đạo, thật ra thì lấy cắn trả giá phải trả, chỉ có thể tháo ra phong ấn 10%, như vậy thứ nhất, ngược lại là miễn cưỡng có có thể cùng đối phương thực lực đánh một trận, nhưng mà, đối phương là thần quốc và linh võ đại lục người bảo vệ, ở mảnh đất này, đối phương thực lực thậm chí còn có thể cao hơn một cái nấc thang, ta cũng không có thể bảo đảm ngươi nhất định có thể thắng. Thành thật mà nói, hiện tại, tạm thời rời đi là ngươi tốt nhất lựa chọn. Kiếm Hồn vừa nói, mặt đẹp bên trên lại là hiện lên một nụ cười nói, bất quá, mặc dù là tốt nhất lựa chọn nhưng đối với ngươi mà nói, như là vĩnh viễn sẽ không làm lựa chọn, phải không? Rất giống. Tên này kêu Diệp Thần người tuổi trẻ, cùng năm đó cái đó lấy sức một mình tàn sát vạn thần tồn tại, thật rất giống. Như nhau như vậy ngạo, như nhau điên như vậy cuồng. Cũng giống vậy, tràn đầy mị lực. Diệp Thần cười nói, không sai, không giết cái này hai người, không đủ để bình ta mối hận trong lòng, dù là ta bỏ ra bất cứ giá nào. Kiếm Hồn cười nói, rất tốt, bất quá, đang mở ra ta phong ấn trước, ngươi còn có một việc phải làm. Chuyện gì? Cái này sinh tử tồn vong giây phút, còn có việc phải làm. Kiếm hồn nói, ta muốn chuyển cho ngươi một môn kiếm pháp, tên là Diệt Thiên Kiếm Quyết, ngươi chỉ có đem cửa này kiếm quyết học biết, mới có thể lớn hơn trình độ phát huy ra hủy diệt mộ đạo lực lượng, mới thật sự có cơ hội chiến thắng cái này triệu thiêm. Diệp thần ngẩn người, bây giờ còn có thời gian lĩnh ngộ kiếm pháp. Kiếm hồn nói, dĩ nhiên, không phải để cho ngươi ngồi xuống tới hiểu, mà là đang trong chiến đấu, đem thông hiểu đạo lý. Tiếp theo, dựa theo ta chỉ thị ra tay, phải không kém chút nào, chỉ cần có một chút xíu sai lầm, ngươi đều sẽ chết. Diệp thần nghe vậy, liếm môi một cái, ở như vậy tuyệt cảnh trước mặt, lại là lộ ra vẻ mỉm cười nói, bắt đầu đi. Kiếm hồn nói, kiếm thứ nhất, công hướng đối phương eo trái ba sườn ba tấc chỗ. Một khắc sau, Diệp thần động, giống như một đạo như cuồng phong, ngay tức thì hướng triệu thiêm, cuộn sạch đi. Tầng 7 huyết quang bùng nổ, phá thiên lực mãnh liệt, khí tức hủy diệt tràn ngập. Cái này đem toàn bộ không gian đường hầm cũng chấn động được xu hướng tại hỏng mất kinh thế một kiếm, giống như sấm sét như tia chớp. Trong thoáng qua, liền hướng triệu thiêm eo của chém tới, cùng kiếm hồn nơi chỉ thị vị trí, không kém chút nào. Triệu thiêm thấy vậy, hư lạnh một tiếng nói, vốn là, ta nể tình ngươi tư chất trên, còn muốn thả ngươi một con đường sống, có thể nếu ngươi tự tìm chết mà nói, liên không trách ta. Nguyên bản ở triệu thiêm xem ra diệp thần sống chết và hắn một chút quan hệ cũng không có. Nếu như một chỉ con kiến hôi hắn có thể lại thuận tay tiêu diệt, nhưng mà diệp thần là con kiến hôi sao? Dĩ nhiên không phải. Diệp thần ở linh võ đại lục và thần quốc con đường đi tới này sáng lập vô số kỳ tích, muốn không đưa tới triệu thiêm chú ý cũng không thể. Có thể càng nhìn chăm chú diệp thần, triệu thiêm liền càng cảm thấy kinh hãi diệp thần thậm chí để cho hắn cảm thấy vẻ sợ hãi tại sao bởi vì hắn không thấy được diệp thần cực hạn chỗ mỗi lần hắn cũng lấy là diệp thần lâm vào tất giết liền cục có thể kết quả thế nào một lần lại một lần ra dự liệu một lần lại một lần đột phá cực hạn đổi thành võ giả khác đã sớm chết trên trăm ngàn lần liền chứ có thể diệp thần còn sống mặc dù triệu thiêm chưa thấy được diệp thần có thể chiến thắng mình dẫu sao Thiên thần cảnh cùng không thiên thần cảnh chênh lệch, giống như con kiến cùng thiên long vậy. Nhưng, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn chẳng ngờ đối mặt xem Diệp thần như vậy quỷ dị đối thủ. Bất quá, nếu muốn giết, vậy sẽ phải triệt để đem đối phương tiêu diệt. Một khắc sau, một thanh trường kiếm xuất hiện ở Triệu Thiêm trong tay. Một chuôi toàn thân giống như màu tím bảo ngọc chế thành, tô điểm 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 tinh quang, hoa mỹ vô cùng trường kiếm. Cái này trường kiếm là một chuôi đạo khí trong nháy mắt thương cổ man hoang rộng rãi kiếm ý ở nơi này trong hư không dạo dực đạo kiếm ý này thậm chí để cho người sinh ra một loại ảo giác một loại phảng phất trở lại viễn cổ ảo giác kiếm ý này tuyệt mạnh thậm chí còn phải xa xa mạnh hơn dư thịnh thương ý liên liên dư thịnh nhìn triệu thiêm đều là mặt hiện sự hãi vẻ ở kiếm ý này bên trong hắn cảm giác cho dù là khỏe hẳn trạng thái mình cũng không có bất kỳ sức chống cự người bảo vệ lại có lớn như vậy lực lượng gia trì. Đây là một đạo tựa như lắng đọng, mai liền mấy chục triệu năm trình độ cao nhất kiếm ý. Đen nhánh trường kiếm cùng tử ngọc bảo kiếm, ầm ầm đụng nhau. Mạnh mẽ kiếm ý, ngay tức thì đem diệp thần thân thể biến dạng, oanh bay, mấy đạo cơ hồ phải đem diệp thần chém số lượng đoạn vết thương gây rợn. Khắc ở hắn trên thân hình, vô tận máu tươi tự nhiên ra, giống như một đạo dòng nước chảy ở trong hư không sông máu. Có thể, cái này chí mạng vết thương lại là thật nhanh khép lại. Mà Diệp Thần ở nhận chịu một kiếm kinh khủng như vậy sau đó, lại vẫn là quên mình hướng chịu thiêm công tới. ầm 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 Từng tiếng vang lớn, không ngừng ở trong hư không vang vọng, Diệp Thần thân thể vô số lần tan vỡ. Nhưng, hắn cũng dựa vào thiên yêu thân thể và luân hồi huyết mạch, vậy ngoan cường sinh mệnh lực, chống đỡ xuống. Hắn một bên duy trì thế công, óc bên trong nhưng là đang không ngừng thôi diễn, lĩnh hội trước cái này diệt thiên kiếm quyết. Hắn mỗi một lần ra tay, cũng hơn nữa ngắn gọn, mỗi một kiếm cũng nặng hơn. Triệu thiêm khẽ cao mày, tiểu tử này kiếm pháp làm sao càng ngày càng sắc bén. Dần dần, diệp thần trong mắt nổi lên vẻ hưng phấn. Hắn mặc dù còn không có tương diệt thiên kiếm quyết, hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng lúc này diệp thần đã có thể cảm nhận được môn vũ kỹ này mạnh mẽ. Bất quá, hắn biết muốn chiến thắng triệu thiêm ước chừng dựa vào diệt thiên kiếm quyết, nhưng là xa xa không đủ. Đừng xem hắn hiện tại thật giống như và Triệu Thiêm đánh được có tới có lui, trên thực tế và Diệp Thần một phương diện bị Triệu Thiêm nghiền ép vậy không có bao nhiêu khác biệt. Nói cho cùng, hắn chỉ là dựa vào gần như không chết sinh mệnh lực đang chống cự mà thôi. Diệp Thần trạng thái thân thể, lúc này đã rất hỏng bét rất hỏng bét. Tập 1533 Mình lần kế ra tay, thân thể hoàn toàn tan vỡ, hóa là xương máu tiêu tán, hắn cũng không biết kỳ quái. Nhưng, dù vậy, Diệp Thần thế công, nhưng không dừng lại chút nào, trần chờ Do dự, liền sẽ bại trận. Một kiếm này, chém về phía hắn con mắt trái, dưới mi một tấc vị trí. Một kiếm ra, hàn mang như biển, nhưng đột nhiên bây giờ, Diệp Thần kiếm quang bên trong, một kiếm hắc quang, dần dần ngưng tụ. Sát kiếm bên trong kiếm hồn cảm ứng được hắc quang này xuất hiện, hơi ngẩn ngơ sau đó, lạnh như băng mặt đẹp bên trên, cũng là không khỏi hiển lộ đại hỉ vẻ. Thành, Diệp thần, lại là trong thời gian ngắn ngủi như thế, hơn nữa, vẫn là ở tùy thời đều sẽ chết mất chiến đấu bên trong, tương diệt thiên kiếm quyết luyện thành. Tốc độ này, thậm chí xa xa vượt quá kiếm hồn dự liệu. Sắp đến không tưởng tượng nổi. Ngay cả mình đều là có chút kinh ngạc, rung động, liền hắn tự mình cũng không nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy nắm giữ cái này diệt thiên kiếm quyết. Cái này diệt thiên kiếm quyết mơ hồ lại là cho hắn một loại khá là cảm giác quen thuộc, hết thảy cũng giống như là nước chảy thành sông vậy. Triệu Thiêm đối mặt một kiếm này nhưng không có gì đặc biệt phản ứng vẫn xem trước vậy dơ lên vậy từ Ngọc Trường kiếm hướng Diệp Thần một kiếm này phong đi hắn cũng không nóng này Triệu Thiêm đối với Diệp Thần thực lực đủ loại lá bài tẩy hậu thủ có thể nói đều là khá vì rõ ràng thậm chí cả ngày yêu thân thể có thể duy trì cực hạn thời gian cũng rõ ràng hắn biết dưới mắt Diệp Thần bất quá là dựa vào thiên yêu thân thể mạnh chống đỡ thôi chỉ cần thiên yêu thân thể không cách nào duy trì. Diệp thần cũng sẽ bị hắn giết trong chớp mắt. Cái này thời gian sẽ không quá lâu. Nhưng mà, ở từ ngọc bảo kiếm cùng đen nhánh trường kiếm va chạm ngay tức thì, triệu thiêm nhưng là chợt con ngươi co rúc một cái. Tại sao có thể như vậy? Một kiếm này cho hắn cảm giác cùng trước kia diệp thần công kích song toàn không cùng à. Nguyên bản, vậy như có như không khá là yếu hủy diệt mộ đạo lại là ngay tức thì ngưng tụ. Cái này đông lại một cái thực, liền để cho một kiếm này lực công kích lấy hình học lần chợt tăng, không tốt. Triệu Thiêm khẽ quát một tiếng, từ ngọc bảo kiếm bên trên, ánh sao lớn thả, đồng thời, hắn lại là không chút do dự trực tiếp buông tha trường kiếm trong tay, thân hình về phía sau, cực nhanh bay vút. Mà trên trường kiếm, ánh sáng run lẩy bẩy, Triệu Thiêm lại là muốn trực tiếp để cho chuôi này đạo khí tự bạo để che hạ Diệp Thần lần công kích này. Nhưng vào lúc này, sát kiếm bên trong kiếm hồn, như là quá to, thằng nhóc chính là hiện đang mở ra ta phong ấn. Nếu không người biết chết. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, một đạo hủy diệt mộ đạo bơm vào nhập sát kiếm bên trong, hóa là một chuôi đen nhánh trường kiếm hướng về phía kiếm hồn quanh thân vậy đạo đạo xiềng xích, hung hăng chém xuống. Trong vô hình, chấn động cùng nhau, 10 cây xiềng xích bên trong một cây biến thành điểm điểm ánh sáng tiêu tán. Một đạo làm người sợ hãi hơi thở, đột nhiên từ sát kiếm bên trên bay lên. Triệu thiêm cùng dư thịnh đều là sắc mặt biến đổi, Bọn họ đầu óc bên trong mơ hồ vang lên một đạo vô cùng là lạnh như băng cô gái tiếng cười, làm người ta không lạnh mà run. Mà đây đạo hơi thở xuất hiện đồng thời, sát kiếm bên trên một đạo ác liệt tới cực điểm ý vận, đột nhiên bùng nổ. Nguyên bản cũng đã uy lực tăng lên gấp bội một kiếm, nháy mắt, hắn ác liệt chỗ cao hơn một tầng thứ. Đây chính là kiếm hồn lực lượng. Diệp Thần trong mắt, thoáng qua khó tin thần sắc. Một kiếm này khủng bố cơ hồ để cho Diệp Thần đều không cách nào cầm giữ, không chế được à. Hắn thậm chí cảm giác, cho dù là có thiên yêu thân thể mình, bị một kiếm này chém chúng nói cũng có chết tại chỗ nguy hiểm. Cái này cực kỳ một kiếm đã có uy hiếp được thiên thần cảnh hậu kỳ lực lượng. Hơn nữa quỷ dị chính là, ở kiếm hồn hơi thở dưới ảnh hưởng, chuôi này vốn nên là tự bạo tới ngăn trở Diệp Thần tử ngọc bảo kiếm, lại là ngay tức thì yên tĩnh lại, ánh sáng thu liễm. Một đạo vô cùng ngưng luyện đen nhánh kiếm mang, giống như phá vỡ chân trời hắc ám như tia chớp, hướng Triệu Thiêm cực nhanh đi. Không. Triệu Thiêm gần như điên cuồng kêu thảm, vô tận phỉ thúy ánh sáng từ trong cơ thể cuồng trào ra, ở trước người của nó, biến ảo là một đạo to lớn phỉ thúy phù văn. Phù văn kia ánh sáng lớn thả, tựa hồ hàm chứa vô tận bảo vệ chi đạo lực lượng, giống như một tòa có thể đem hết thảy công kích, cũng làm chấn áp núi to vậy. Ầm một tiếng, vô hình chập chờn, ở trong hư không cuồn cuộn, một khắc sau, phỉ thúy trên phủ văn vô số vết rách nhanh chóng tràn đầy kéo dài thậm chí nguyên bản xanh biếc màu sắc đều bị vậy ở diệt thiên kiếm quyết lực lượng hạ ngưng luyện vô cùng hủy diệt mộ đạo hoàn toàn ăn mòn biến thành đen nhánh vẻ một khắc sau hoàn toàn nổ tung thành chấm quang trần mà đạo này kiếm mang cũng ác tàn nhẫn chém chúng triệu thiêm con mắt trái huyết quang tung tuế vô cùng một màn kinh khủng hiện lên trước mắt đạo này kiếm mang lại là trực tiếp đem triệu thiêm nửa cái đầu tước mất à? À à Triệu à. thiêm phát ra một tiếng vô cùng là thống khổ kêu thảm thiết, trên gương mặt lại cũng không có trước như vậy ổn định, không hề bận tâm thần sắc, hơi thở thật nhanh ủi oải xuống. Toàn bộ hư không đều tựa như bị đông cứng. Triệu thiêm cùng dư thịnh trên mặt đều là khó tin tới cực điểm thần sắc. Diệp thần một kiếm lại là thật đem một người thiên thần cảnh sáu tầng thiên người bảo vệ, bị thương nặng à đầu óc của bọn họ đều phải nổ trong mắt chỗ sâu sợ hãi giống như sóng lớn vậy vò tới đặc biệt là triệu thiêm mới vừa rồi một kiếm kia kết quả là chuyện gì xảy ra à hắn rõ ràng đã nắm giữ diệp thần hết thảy hậu thủ thực lực chân thật vân vân à nhưng vì cái gì đến cuối cùng diệp thần thực lực lại lần nữa bạo tăng lần nữa đột phá cực hạn tại sao tại sao tại sao triệu thiêm không rõ ràng hắn dùng còn dư lại nửa gương mặt chặt chẽ nhìn chằm chằm diệp thần trong mắt tràn đầy vô cùng oán độc thần sắc điên cuồng hét lên nhóc rác rưởi ta muốn ngươi chết ta muốn ngươi chết à diệp thần khóe miệng nâng lên một chút cười nhạt rốt cuộc bại lộ bản tính đáng tiếc mới vừa rồi một kiếm kia lực lượng vẫn bị triệt tiêu quá nhiều không có trực tiếp đem triệu thiêm chém chết ngay tại diệp thần chuẩn bị tiếp tục ra tay lúc đó mặt mũi nhưng là làm đông lại một cái ầm một tiếng Diệp Thần trong cơ thể tuôn ra một hồi xương máu, thân thể lại là bắt đầu thật nhanh hỏng mất đứng lên. Thiên yêu thân thể lại vào lúc này đến cực hạn. Không chỉ có như vậy, trước Diệp Thần tích lũy thương thế quá nghiêm trọng, hôm nay ngược lại bị cắn trả, lấy thân thể mạnh mẽ, đều phải không cách nào chống đỡ à. Triệu Thiêm thấy một màn này, chính là mừng như điên, vô cùng vô cùng sảng khoái, trong tay hắn cầm một chuôi xanh lơ xanh trường kiếm, giống như như dã thú gào thét, liền hướng Diệp Thần đánh tới hắn phải bắt được cái này cơ hội để cho diệp thần không có một chút lật bàn có thể nhưng mà giờ khác này diệp thần trên gương mặt như là hiện lên vô cùng tà tính nụ cười hắn không lùi mà tiến tới đánh về phía triệu thiêm hoàn toàn không để ý đang hỏng mất thân thể trường kiếm trong tay chém điên cuồng xuống hơn nữa vẫn là hoàn toàn không để ý phòng ngự hoàn toàn liều mạng chém xuống một kiếm giờ khác này triệu thiêm hoàn toàn sợ cho dù vậy mấy chục ngàn năm chui luyện ra được tâm cảnh, đều ở đây trước mắt cái này giống như ác quỷ giống vậy diệp thần trước mặt, xuất hiện vết rách. Kiếm trong tay, đều có vẻ run rẩy Chính là cái này vẻ run rẩy để cho triệu thiêm, mất đi cuối cùng giết chết diệp thần cơ hội. ầm một tiếng, lực lượng kinh khủng kia, đem bản liền trọng thương triệu thiêm, oanh được miệng phun máu tươi, nội tạng bể tan tành, nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Diệp thần lại là hoàn toàn bỏ mặc thân thể tan vỡ, mà là toàn lực duy trì ở mình cầm kiếm tay phải tiếp tục công kích mà triệu thiêm còn dư lại một con mắt con ngươi điên cuồng run rẩy sợ hãi tới cực điểm hắn liều mạng thi triển tất cả loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng hộ thân thượng cổ đạo khí bí pháp nhiều vô số kể hắn ngăn cản diệp thần một kiếm hai kiếm mấy chục kiếm rốt cuộc đem hết thảy hậu thủ toàn bộ dùng hết có thể để cho triệu thiêm tuyệt vọng phải lúc này đã cả người tiêu tán chỉ còn lại nửa người, cả người, giống như bộ xương giống vậy Diệp Thần, lại vẫn không có dừng tay. Thả qua ta, ta sai rồi. Diệp Thần, dừng tay à? Triệu Thiêm, rốt cuộc đối với Diệp Thần cầu xin tha thứ. Nhưng mà, cầu xin tha thứ, hữu dụng không? Một khắc sau, Triệu Thiêm thân thể hoàn toàn bị kiếm quang cắn nuốt. Cái này mấy chục ngàn năm trước thì đã tồn tại thiên thần cảnh cường giả, linh võ đại lục cổ xưa nhất người bảo vệ lúc này bỏ mạng ở liền diệp thần trong tay liền thân hồn đều bị sát kiếm phệ hồn lực hoàn toàn chiếm đoạt một chút dấu vết cũng không có để lại mà trong hư không trừ diệp thần trở ra trống rỗng dư thịnh đã sớm hù được tâm đảm câu liệt thừa dịp diệp thần cùng triệu thiêm chiến đấu bỏ trốn diệp thần trong mắt thoáng qua một chút vẻ không cam lòng nhưng hắn bây giờ đã hoàn toàn không có tiếp tục đuổi giết dư thịnh dư lực hắn dùng hết sau cùng một chút lực lượng đem bao hàm một quả tử tiêu đá ở bên trong vô số đan dược cực phẩm, thiên tài địa bảo, toàn bộ rót vào trong miệng của mình. Kiếm hồn lực lượng quá mạnh mẽ, hắn căn bản không cách nào khống chế. Cắn trả là từ trước tới nay kinh khủng nhất một lần. Kiếm hồn rốt cuộc là thân phận gì à? Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác, cái này là kiếm hồn một phần nhỏ lực lượng. Vô cùng phần nhỏ lực lượng. Diệp Thần khàn khàn, suy yếu mở miệng nói, kiếm hồn tiền bối tiếp theo liền phiền toái người sau đó đôi mắt nhắm một cái hoàn toàn ngất đi lần này diệp thần thật đến cực hạn hắn thân thể muốn khôi phục muôn vàn khó khăn cho dù dựa vào một quả tử tiêu đá cùng vậy vô số bảo vật lực lượng cũng không có đem cầm nhất định có thể giữ được tánh mạng một người chân chính người bảo vệ há là tốt như vậy giết như không có kiếm hồn hắn căn bản không có thể cho dù mượn kiếm hồn muốn chiến thắng đối phương không thể nào không trả giá thật lớn ngay tại Diệp Thần đã hôn mê đồng thời, một đạo cô gái tuyệt mỹ hư ảnh hiện lên ở người bên, lúc này kiếm hồn thân hình tựa hồ vậy đạm bạc một phần, mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ mệt mỏi. Mới vừa rồi chiến đấu bên trong, không chỉ là Diệp Thần, liền kiếm hồn đều là tiêu hao to lớn. Bất quá, nàng nhìn về phía Diệp Thần mắt đẹp bên trong, như là hiện lên lau một cái vẻ yên tâm vui vẻ, cùng với một món vô hình chập chờn. Cái này La Lịch thần bí còn sót lại một món tàn hồn tồn lưu thế gian cô gái lại là không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần gương mặt, mặt đẹp bên trên hiện lên nhớ lại vậy. Diệp Thần sau cùng vậy lao điên cuồng, cùng nàng trong ký ức tên kia nam tử, giống nhau như đúc. Kiếm Hồn không khỏi dù gì nói, luân hồi đứng đầu. Ở nàng vậy gần như trong suốt đầu ngón tay, chạm được Diệp Thần gò má ngay tức thì, Kiếm Hồn mới thanh tỉnh lại. Khóe miệng của nàng bên trên hiện lên lau một cái tịch mịch nụ cười. Một khắc sau, Kiếm Hồn liền khiến sát kiếm Phá vỡ hư không, quay trở về Linh Võ Đại Lục, ở một nơi không người núi hoang chỗ rơi xuống, tiến vào một cái hang núi. Ở bóng tối chỗ sâu, có một đạo gần như hư ảo cô gái tuyệt đẹp bóng người, lặng lẽ bảo vệ một người nam tử. Một nơi tràn ngập vô tận u minh tử khí thung lũng bên trong, một bóng người như ẩn như hiện, qua lại trong đó. Đột nhiên bây giờ, bóng người bên người, hiện ra một đạo huyết quang, vậy lại là một đôi vô cùng to lớn màu máu trong mắt một đầu toàn thân đen nhánh u minh cự thú hướng về phía nam kia tử bóng người dương ra miệng to như chậu máu tựa hồ thì phải đem trực tiếp nuốt vào trong miệng cái này u minh cự thú giống như hắc sư bất ngờ là một đầu thiên thần cảnh tầng năm thiên khủng bố minh thú vì sao là minh thú ở một ít tử khí đậm đà chỗ nếu là có sinh linh thi thể tồn tại thường thường liền sẽ ra đời một loại chỉ biết giết hại quỷ vật mà yêu thú cường đại thi thể hình thành quỷ vật chính là minh thú minh thú trừ thân xác nhận lấy cái chết khí rèn luyện đặc biệt là là mạnh mẽ ra chiến đấu lại là hoàn toàn không biết sợ hãi tránh lui vì vật gì cho nên cho dù là cùng cấp võ giả vậy tuyệt chẳng ngờ đối mặt một cái minh thú công kích mà đây đầu hắc sư minh thú lại là một đầu thiên thần cảnh trung kỳ minh thú à sợ rằng vậy thiên thần cảnh cường giả cũng không dám tại cùng cái này hắc sư đối địch chứ có thể một khắc sau một đạo lẫm liệt kiếm quang bỗng nhiên phóng lên cao đem chung quanh vô tận tử khí cũng chém thành hư không. Thiên thần kia cảnh tầng năm thiên khủng bố minh thú cũng ở đây làm cả thế giới cũng làm kinh hãi kiếm quang bên trong phát ra to lớn gầm thét rồi sau đó chia làm hai minh thú không có máu tươi thậm chí liền trên người xương thịt đều là hủ bại ở tử vong sau đó ngay tức thì liền biến thành bụi đất nơi này là thứ nhất thần quốc cấm địa một trong tử vong cốc mà mới vừa xuất kiếm là một người khí chất nói năng tùy tiện anh tuấn nam tử, người này bất ngờ chính là tiến vào tử vong cốc, đóng sống chết quan thứ nhất thần quốc chí cường yêu nghiệt trung tề hiên. Lúc này, trung tề hiên trên gương mặt mang một chút ngạo nghễ cười khẽ, trong mắt bên trong sạch bóng bạo tránh, nguyên bản vậy nói năng tùy tiện khí chất, lúc này lại là quét một cái sạch. Nhìn như giống như là một chuôi nguyên bản bị long đong bảo kiếm, lần nữa tỏa sáng vốn là sắc bén vậy. Cho tới nay, Trung Tề Hiên dựa vào hắn nghịch thiên tu võ thiên phú, đối với võ đạo một mực thiếu nhất định nhiệt tình. Dẫu sao hắn làm gì đều là thứ nhất, hơn nữa tùy tùy tiện tiện là có thể lấy được thứ nhất, như vậy còn có cái gì tốt cố gắng. Trung Tề Hiên không phải diệp thần, không cần khắc phục các loại các dạng khó khăn, chiến thắng một cái lại một cái kẻ địch cường đại mới có thể leo lên. Trung gia ở thứ nhất thần quốc cũng là trí cường gia tộc, bách phá môn lại là ẩn núp trong thế lực cường đại nhất tồn tại, một cái có thiên phú nghịch thiên lại có đầy đủ kinh khủng gia thế, sư môn võ giả, ở võ đạo tự nhiên sẽ không gặp bao lớn trở ngại, cho tới nay đều là xuôi gió xuôi nước. Cho nên, so sánh với võ đạo, Trung Tề Hiên ngược lại là đối với đàn bà cao hơn để tâm một chút. Cho đến Diệp Thần xuất hiện. Nguyên bản, đối với võ đạo luôn là thiếu một chút nhiệt tình Trung Tề Hiên, ở cảm nhận được Diệp Thần vậy sát ý kinh thiên. Võ đạo ý cảnh sau đó, lần đầu tiên trong đời, có muốn muốn khiêu chiến, muốn chém chết người này xung động lần đầu tiên trong đời, Trung Tề Hiên cảm nhận được võ đạo mị lực. Cũng là lần đầu tiên trong đời, hắn nhận thức được. Nguyên lai trên cái thế giới này, còn có sau mình, càng nghịch thiên tồn tại. Cho nên, hắn tiến vào tử vong cốc. Tử vong cốc làm là thứ nhất thần quốc cấm địa một trong, chứ có để cho thiên thần cảnh võ giả đều khó tiếp nhận khủng bố từ khí ra. Trong cốc lại là không thiếu thiên thần cảnh sơ kỳ và trung kỳ trí cường minh thú. Tập 1534 nếu không phải những thứ này minh thú tồn tại, cần muốn trong tử vong cốc vô cùng tử khí giúp đỡ, cho tới chúng không đi ra lọt tử vong cốc, sợ rằng, thứ nhất thần quốc bị những thứ này minh thú diệt đều là vô cùng có thể sự việc. Nói thật, cho dù lấy trung tề hiên thực lực tiến vào nơi đây cũng là vô cùng nguy hiểm. Nhưng, hắn biết nếu là muốn trong vòng thời gian ngắn có chút tiến bộ đạt tới Diệp thần độ cao nói, cái này tử vong cốc ngược lại là địa phương thích hợp nhất. Mới đầu, mới vừa tiến vào tử vong cốc Trung Tề Hiên liền gặp phải mấy lần nguy cơ sinh tử, cả người thực lực bị tử khí áp chế, không cách nào toàn bộ phát huy, mà quanh thân nhưng tiếp liền xuất hiện mấy đầu không kém với mình minh thú. Dưới tình huống này, Trung Tề Hiên chỉ có buộc mình trở nên mạnh mẽ, buộc mình đột phá cực hạn, mới có sống sót có thể. Chỉ cần có một chút xíu sai lầm, hoặc là vận khí kém một chút, cái này thứ nhất thần quốc một đời yêu nghiệt, rất có thể liền sẽ lúc này bỏ mình. Có thể giờ phút này Trung Tề Hiên biết mình làm hết thảy đều đáng giá. Hắn còn sống. Không chỉ là còn sống, hơn nữa, hắn thực lực lại là xảy ra biến chất. Ở lần lượt bên bờ sinh tử, Trung Tề Hiên lần lượt đột phá. Người khác có lẽ phải tốn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí còn vạn năm mới có thể làm được sự việc. Hắn Trung Tề Hiên tuyệt không cần phải lâu như vậy. Hiện tại, cũng để cho hắn đối với võ đạo sinh ra toàn nhận thức mới, để cho hắn thực lực xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Trung Tề Hiên mỉm cười lẩm bẩm, cái này hết thảy đều phải cảm ơn ngươi à, Diệp Thần, nếu như không phải là ngươi, ta cũng không sẽ tiến bộ được nhanh như vậy. Nhưng mà một khắc sau, hắn nụ cười, nhưng bỗng nhiên băng lạnh xuống nói, đáng tiếc là, trên cái thế giới này chỉ cần có một thiên tài là đủ rồi. Có thể phi thăng vực ngoại và thượng giới số người, nhưng mà rất có hạn, bổn công tử có thể không có hứng thú cầm lần này cơ hội nhường cho ngươi, mình lại chờ đợi trên trăm năm mới phi thăng à hôm nay trung tề hiên đã đem ánh mắt đặt ở vực ngoại và thượng giới lên hắn vậy quả thật có cái này tư cách hắn là thứ nhất thần quốc mạnh nhất thiên tài trung tề hiên theo vung tay lên liền trực tiếp xé rách tử vong cốc bên trong không gian một đạo đen nhánh không gian kẽ nứt hiện lên ở hắn trước mắt đạo này không gian kẽ nứt lại là trực tiếp có thể đi thông thứ bảy thần quốc hắn nụ cười trên mặt càng đậm một phần tất cả đại thần nước giữa vách không gian đối với tầng thứ này cường giả mà nói trên căn bản giống như không có tác dụng. Trung Tề Hiên thân hình động một cái, liên tiến vào kẽ nứt bên trong, chỉ để lại một đạo tràn đầy ngạo ý tự nói tiếng, Diệp Thần, ngươi có thể dù sao cũng đừng để cho bổn công tử thất vọng à. Một nơi bóng tối trong hang núi, xuất hiện nhìn thấy mà giật mình một màn. Trên mặt đất là một cái cái lại một cái thi thể, cho dù sau khi chết, vậy vẫn tản ra cường hãn, làm người ta không lạnh mà run hơi thở thi thể. Những thi thể này, khi còn sống bất ngờ đều là tất cả vô cùng cường đại yêu thú. Nhưng lúc này như là chết được không thể chết lại, mà bọn chúng nguyên nhân cái chết toàn bộ giống nhau. Những thứ yêu thú này lại toàn bộ đều chết tại nơi mi tâm một nơi kiếm tổn thương. Một nơi trực tiếp đem chúng cứng rắn đầu lâu xuyên qua khủng bố kiếm tổn thương. Trong hang núi, một người nam tử nằm trên đất, hắn mặt mũi mặc dù còn có chút trắng bệch, nhưng trên thân thể máu thịt, nhưng căn bản khôi phục. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Diệp Thần trước người, cắm một thanh trường kiếm, trường kiếm sau đó, lơ lưỡng một đạo cô gái tuyệt đẹp hư ảnh. Mà vậy một cái cái yêu thú thi thể, khoảng cách cái này trường kiếm, cũng chừng 10 mét trở lên khoảng cách. Tựa như đem Diệp Thần chỗ chỗ, cùng sơn động này phân chia lái tới vậy. Cái này tự nhiên là kiếm hồn nơi là. Diệp Thần mặc dù có thể bình yên vô sự từ từ khôi phục cùng Triệu Thiêm đánh một trận hao tổn, thương thế, là bởi vì là kiếm hồn một khắc không nghỉ bảo vệ. Nhưng lúc này, kiếm hồn tuyệt đẹp mặt đẹp bên trên, nhưng cũng mang nồng nặc vẻ mệt mỏi. Nàng có chút đánh giá thấp Diệp Thần thân xác đối với những yêu thú kia lực hút, cho dù Diệp Thần sức sống cơ hồ hao hết, lại hay là đem vô số núp ở linh võ đại lục bên trong trí cường yêu thú hấp dẫn tới đây. Kiếm hồn bản thể thực lực mặc dù cực kỳ cực kỳ khủng bố, cho dù là thiên thần đỉnh cấp võ giả, ở trong mắt, so con kiến hôi vậy mạnh không được nhiều ít thôi nàng thậm chí không thuộc về thần quốc, nàng thuộc về càng rất xa thế giới. nhưng mà hôm nay nàng dẫu sao chỉ là tương tự với hồn thể tồn tại thôi, có năng lượng cực kỳ có hạn, hú chi phần lớn lực lượng cũng bị phong ấn. cùng triệu thiêm trận chiến ấy vì trợ giúp diệp thần kiếm hồn cũng đã hao phí gần như toàn bộ có thể vận dụng lực lượng, mà mấy ngày này bảo vệ để cho nàng còn sót lại một ít lực lượng vậy thầy đáy. nếu không phải nàng có thể vận dụng sát kiếm ở lần trước trong chiến đấu còn sót lại bộ phận uy năng thậm chí có thể đều không cách nào chống đỡ đến hiện tại. Kiếm hồn lo âu nhìn Diệp Thần một mắt, lẩm bẩm, thằng nhóc, ngươi thế nào còn không có tỉnh à? Bất quá, cho dù đã đến cực hạn, mạnh chống đỡ nữa có thể sẽ tổn thương đạt tới căn nguyên, có thể kiếm hồn vẫn không có chút nào dao động. Ngay tại lúc này, Diệp Thần lông mi mau đột nhiên giật giật, một khắc sau, chậm rãi mở hai mắt ra. Một gương mặt có chút hư ảo tuyệt đẹp, in vào mi mắt. Diệp Thần ngẩn người, ngay sau đó hắn thấy được trên đất vậy một cái cái yêu thú thi thể liền rõ ràng chuyện gì xảy ra hắn trong mắt hiện ra một đạo ấm áp hướng về phía kiếm hồn mỉm cười nói đa tạ tiền bối ở ta chữa thương thời gian thay ta bảo vệ kiếm hồn mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ vui mừng bất quá rất nhanh liền khôi phục trước vậy lạnh như băng hình dáng hư lạnh nói một chút thương ngoài ra mà thôi lại xài nhiều thiên tài như vậy khôi phục thật ném mặt ta diệp thần nghe vậy không khỏi mặt lộ cười khổ Kiếm hồn ánh mắt chân thực quá cao, mình chém giết một người kinh khủng như vậy người bảo vệ tồn tại, có thể sống sót, có thể nói đều đủ để tái nhập thần quốc lịch sử chứ. Nhưng mà, ở kiếm hồn trong mắt vẫn là mất mặt. Còn có. Kiếm hồn mắt đẹp đột nhiên hiện lên lũ lũ chập chờn, hơi đưa mắt từ Diệp Thần trên gương mặt đừng mở đường, không muốn cứ tiền bối, tiền bối, ta không thích xưng hô như thế, ta tên là Huyền Hàn Ngọc. Diệp Thần nghe vậy có chút bất ngờ. Kiếm hồn nguyên bản cho hắn cảm giác giống như là lạnh như băng kiếm nhất vậy, sắc bén, có thể chết người, vô tình. Dẫu sao, kiếm hồn trên bản chất là võ giả tàn hồn cùng khí linh dung hợp. Nhưng mà hiện tại, hắn làm sao cảm giác kiếm hồn càng ngày càng giống một cô gái. Vẫn là như vậy kiêu ngạo người đẹp. Còn nữa, kiếm hồn lại có thể vậy họ Huyền. Huyền cái họ này dẫu sao hiếm thấy, chẳng lẽ và thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt có quan hệ thế nào? diệp thần lắc đầu một cái hẳn không có thể bất quá hôm nay diệp thần đã hoàn toàn tín nhiệm kiếm hồn thanh kiếm hồn coi là người mình tự nhiên sẽ không có cái gì ý kiến hắn mỉm cười nói ta biết huyền tiên tử kiếm hồn huyền hàn ngọc nghe vậy mặc dù vẫn có chút bất mãn nhưng là lại không có sẽ ở gọi trên nói thêm cái gì mà là quay lại mở miệng nói diệp thần lần này ta tiêu hao không nhỏ phải ngủ say một đoạn thời gian đoạn thời gian này không cách nào giúp người Diệp thần gật gật đầu nói, ta biết, huyền tiên tử nghỉ ngơi cho khỏe. Huyền Hàn Ngọc lại nói, còn nữa, ta dạy ngươi diệt thiên kiếm quyết, ngươi chỉ là mới vừa nhập môn mà thôi, thật tốt hiểu. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, cho dù không mượn ta lực lượng, đối mặt thiên thần cảnh sáu tầng thiên võ giả, cũng có sức đánh một trận. Diệp thần đối với kiếm hồn nói hơi ngẩn ra. Mặc dù hắn biết bản thân có vượt cấp tác chiến năng lực, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, hắn căn bản không cách nào đối kháng thiên thần cảnh sáu tầng thiên tồn tại đánh chết người bảo vệ triệu thiêm cũng bất quá là bởi vì có kiếm hồn tồn tại không có kiếm hồn hắn thậm chí có thể chết hiện tại kiếm hồn nói diệt thiên kiếm quyết tu luyện đại thành lại có như uy lực này nếu như mình hoàn toàn bước vào hỗn độn hơn nữa diệt thiên kiếm quyết luân hồi mộ địa cùng với rất nhiều lá bài tẩy có lẽ có tư cách đối mặt mạnh hơn tồn tại giờ phút này Diệp thần cặp mắt bên trong, thần quang phun trào. Hắn cần thực lực, cần trực diện và đế uyên điện có liên quan lãnh ra thực lực. Hơn nữa, huyền hàn ngọc nhàn nhạt, nhạt nói, nếu như ngươi có thể nắm giữ diệt thiên kiếm quyết ở hủy diệt mộ đạo bên trên, nói không chừng cũng có thể có đột phá, đến lúc đó, có lẽ ngươi có thể chặt đứt trên người ta cây thứ hai xiềng xích. Diệp thần nghe vậy, trên mặt lại là thoáng qua vẻ vui mừng, hắn mặc dù có thể chém chết triệu thiêm, rất lớn trong trình độ là bởi vì là kiếm hồn tương trợ. Mà đây, còn vẻn vẹn chỉ là chặt đứt một cây khóa kiếm hồn à. Nếu là có thể lại chém một cây xiềng xích, kiếm kia hồn có thể đối với hắn mang tới trợ giúp, cũng không phải là một thêm một tương đương với hai, đơn giản như vậy. Diệp Thần có thể khẳng định, chặt đứt cây thứ hai xiềng xích sau đó, kiếm hồn mang tới lực lượng sẽ có gấp bao nhiêu lần tăng lên. Sau khi nói xong, kiếm hồn liền biến thành một tia sáng trắng, sáp nhập vào sát kiếm bên trong rơi vào ngủ say. Mà Diệp Thần vậy đứng dậy, hướng hang núi chi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc một nơi hang núi. Khúc tuyết dũng đi tới lui. Mấy ngày nay, hắn ở bên ngoài cảm giác được lão tổ hơi thở càng ngày càng suy yếu. Nếu như không phải là lão tổ yêu cầu, hắn có thể đã sớm đi tìm Diệp Thần. Khúc ra hết thảy thời cơ đều ở đây kỳ tư thanh trên mình. Nếu như kỳ tư thanh xảy ra chuyện, vậy hắn khúc tuyết dũng chính là khúc gia tội nhân thiên cổ ạ à? hắn do dự hồi lâu vẫn là không nhịn được mở miệng nói lão tổ ngay trạng thái càng ngày càng kém hiện tại cô gái kia thân phận không rõ nếu như tiếp tục như vậy nữa đối với ngươi và đối với thần quốc cũng không có lợi nếu như người phụ nữ kia đi tìm diệp thần vậy thì phiền toái hơn chuyện này thật không thể kéo dài được nữa mà ngay lúc này trong hang núi một cổ huyết khí nồng nặc xông ra Khúc Tuyết Dũng sắc mặt đại biến, lại nữa hộ pháp, trực tiếp xông đi vào. Chỉ gặp thời khắc này Kỷ Tư Thanh sắc mặt trắng bệch, ngã trên đất, mà nàng trước mặt trên vách tường lại là một đạo vô cùng đỏ bừng máu. Lão tổ. Khúc Tuyết Dũng không do dự nữa, máu tươi ngưng tụ, ở trước mặt vẽ ra một đạo phù văn, phù văn ngay tức thì chiếu vào Kỷ Tư Thanh ấn đường. Mấy giây sau đó, Kỷ Tư Thanh tròng mắt mở ra. Khúc Tuyết Dũng biết rõ chuyện nghiêm trọng, trực tiếp đứng lên, đi ra bên ngoài. Lão tổ, bất kể như thế nào, ngày hôm nay coi như ngài muốn giết ta, ta cũng phải đi tìm Diệp Thần. Lão tổ, không thể lại hành động theo cảm tình à, Diệp Thần y thuật, thế gian vô địch, hắn là duy nhất cơ hội. Kỳ Tư Thanh muốn nói cái gì, nhưng là nàng thực ở hết hơi. Huyền cơ nguyệt luân hồi tinh diễm, quá mức mạnh mẽ. Cũng may đây là huyền cơ nguyệt phân thân hội tụ, nếu như huyền cơ nguyệt bản thể luân hồi tinh diễm căn nguyên, nàng có thể đã sớm chết rồi nàng chật vật đứng dậy, ngồi xếp bằng, quanh thân che lớp cổ xưa phù văn, miễn cưỡng khôi phục. Nhưng là càng áp chế trong cơ thể luân hồi tinh diễm, người sau càng bùng nổ. Nàng vậy hoàn chỉnh quần áo thậm chí ngay tức thì ướt đẫm. Đổ mồ hôi đầm đìa. Đúng cái hang núi tựa như bị vô tận ngọn lửa cháy. Hình ảnh quay về. Diệp thần đang chuẩn bị rời đi hang núi, chung quanh hư không biến dạng. Một cái hơi có vẻ già nua lại uy nghiêm bóng người đột nhiên xuất hiện, để cho Diệp Thần bất ngờ phải, người này không phải người khác, chính là khúc gia gia chủ khúc tuyết dũng. Mấu chốt khúc tuyết dũng ở thần quốc không thật tốt ở lại, làm sao cũng tới linh võ đại lục. Chẳng lẽ là vì tử tiêu đá tới? Vẫn là nói truyền đạt kỳ tư thanh sự việc. Mấy ngày nay, hắn phái người tìm kiếm qua kỳ tư thanh, lấy được tin tức, chính là kỳ tư thanh và khúc gia gia chủ cùng đi thứ nhất thần quốc. Còn như đi làm cái gì, không người biết. Diệp thần không nghĩ nhiều nữa, thấy khúc tuyết dũng tới, chính là chắp tay nói. Khúc tiền bối, vẫn khỏe chứ. Diệp tiểu hữu xảy ra chuyện. Khúc tuyết dũng lại không có tâm tư khách sáo, sắc mặt ngương trọng, đầy mắt vẻ lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì, tư thanh đâu, chỉ có một mình ngươi tới sao. Diệp thần có chút nghi ngờ. Diệp tiểu hữu lão tổ nàng, nàng xảy ra chuyện. Khúc tuyết dũng đem huyền cơ nguyệt hạ xuống và kỳ tư thanh đánh nhau, kết quả hai cô gái câu tổn thương kỳ tư thanh bị luân hồi tinh diễm nướng sự việc vội vàng theo diệp thần nói một lần cái gì huyền người phụ nữ kia nàng hạ xuống diệp thần một hồi chấn động ngạc không nghĩ tới huyền cơ nguyệt lại có thể hạ xuống này đám nhân vật hạ xuống thần quốc sợ là phải long trời lở đất không phải thân phận thật sự chỉ là một đạo uế đất phân thân nhưng cũng có thiên thần cảnh bốn tầng thiên thực lực quả thực không kém lão tổ bị nàng đả thương dưới mắt đang đang bí mật chữa thương tình thế không cần lạc quan diệp tiểu hữu y thuật thông trời xin ngươi hãy hỗ trợ trần liệu một hai khúc tuyết dũng cúi đầu chắp tay một mặt cung kính uế đất phân thân diệp thần sắc mặt ngương trọng chỉ là một đạo uế đất phân thân thì có mạnh mẽ như vậy thực lực cái này huyền cơ nguyệt thân phận thật sự rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại tư thanh nàng ở nơi nào mau dẫn ta đi thăm nàng diệp thần vội vàng nói trong lòng chỉ tưởng nhớ kỳ tư thanh an nguy. Luân hồi tinh diễm, lợi hại bực nào? Ban đầu hạ nhược tuyết, luyện hóa luân hồi tinh diễm sau đó, và hắn dưới sự liên thủ, đủ để chống lại tuyển cơ, có thể tưởng tượng được, ngọn lửa này mạnh mẽ. Mà huyền cơ nguyệt trên người luân hồi tinh diễm, hơi thở so hạ nhược tuyết muốn lợi hại hơn. Hiện tại kỳ tư thanh bị tinh diễm đốt thể, nếu như lại không cứu, sợ rằng có nguy hiểm tánh mạng. Diệp tiểu hữu, mời theo ta tới. Khúc Tuyết Dũng nghe được Diệp Thần chịu ra tay, nhất thời đại hỉ, lúc này mang Diệp Thần, biến dạng hư không, không ngừng đi đường, rất nhanh chính là trở lại Kỳ Tư Thanh chỗ ở hang núi. Hai người đứng ở hang núi cổng vào, chỉ nghe được trong sơn động, mơ hồ truyền ra kỳ tư thanh nhỏ nhẹ thống khổ tiếng. Diệp Tiểu Hữu, lão tổ nàng đang ở bên trong. Khúc Tuyết Dũng biết kỳ tư thanh dưới trọng thương, tư thái sợ rằng không rõ lắm nhã xem, cho nên từ đầu đến cuối cúi đầu, cũng không có thò đầu đi vào hội rất sợ bốc lên độc. Lão tổ an nguy, liền giao cho ngươi, ta vì các người hộ pháp. Khúc tuyết dũng tung người nhảy ra, rơi vào núi rừng xa xa bên trong, cảnh giác nhìn bốn phía, đề phòng trong núi rừng mãnh thú, miễn được đã quấy dày Diệp Thần và kỳ Tư Thanh. Tư Thanh, mà Diệp Thần như là một mặt nóng này, sãi bước bước vào trong sơn động. Oanh, nhất thời, Diệp Thần cảm thấy từng cơn sóng nhiệt, gào thét nhào tới. Trong sơn động, nhiệt độ cao vô cùng, đá cũng lộ ra một tầng rực cháy đỏ. Chỉ gặp kỳ Tư thanh đã nằm ở một tấm đá thiên nhiên trên giường, cả người đổ mồ hôi như vũ, da thịt một phiến đỏ bừng, áo quần tóc đều là xốc xếch, hô hấp dồn dập, ngực không ngừng phập phồng. Đến đây là hết tập 1530 đến 1534 rồi nha cả nhà. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình ạ. À. Bấm like và đăng ký kênh để chờ đón phần tiếp theo nha.